Cái này là cái gì vậy chị? Bữa ăn sáng. Cái này của người ngoài hành tinh ăn hả? Không, cái này là của ba chị em mình đó. Trời ơi, ăn cái này làm sao mà sống? Không dám đâu nha, tại vì bây giờ ba chị em mình đều có nhu cầu giảm cân mà. Nhưng mà thầy Toán nói cái Không tạng có của... nói gì hết á. Em á bình thường đã đẹp rồi, nhưng mà bây giờ em muốn làm người mẫu á thì em phải đẹp hơn người bình thường chứ. Thôi ăn đi, tháng gì nữa. Nhưng mà tôi làm diễn viên mà. Chị ăn xong chị đi làm hả? Mai hôm nay bà đi chụp hình phải không? Bà cho tôi đi theo với nha. Tôi biết rồi, chắc bà lại kiếm người nổi tiếng với đó nữa chứ gì, đúng không? Thì rõ, lỡ mà có cái anh đạo diễn nào á đứng sớ rớ đằng đó đó, rồi thấy tôi xinh đẹp quá nên lọt vô mắt xanh của ảnh, ảnh cho tôi đóng vai chính. Quên đi, có anh nào sớ rớ là tôi chộp rồi, mắc gì tới bà. Lấy hình cho vô hết mấy cái album này đi, để chiều còn giao cho khách. Chị còn bao nhiêu hình nữa, chị cứ đem hết ra đây em làm cho. Đúng là cái đồ gió mù sa mưa. Ủa, chị nói ai vậy? Tôi nói cô chứ nói ai. Xin lỗi chị nha, hồi nhỏ em ít học lắm cho nên cũng không hiểu rõ cái ý nghĩa câu đó nữa. Nhìn cô á là tôi biết cô ít học rồi. À anh Phong, anh đến rồi hả? À, em vừa làm xong cái đống hình đó, để tí nữa em đem giao cho khách. Lịch chụp hình của anh vào ngày mai á em cũng đã lên hết rồi. Ngày mai á anh sẽ chụp hình cho Minh Ngọc nè, Lan Thanh nè. Lan Anh, cô đi theo tôi. Anh ơi, còn lịch chụp hình của anh vào ngày mai thì sao? Cái đó tính sau đi, cô làm hết cái đống này đi. Cô ngồi đi. Cái này cho tôi cảm ơn. Dạ không có gì đâu anh. Cũng lâu rồi tôi không được ăn cơm nhà, nhất là sau chuyện đó. Mà chuyện gì vậy hả? Cô biết như vậy là được không? Mai mốt á, đừng có đến tiệm vào buổi tối. Không thích bị làm phiền đâu. Dạ. Ừ, tái em rồi. Chuyện hôm qua, tôi không nhớ gì hết.
Em cũng không nhớ. Xin lỗi cô. Đáng lý ra em là người xin lỗi với bạn. Tại hôm qua em đã đến tìm ăn khuya như vậy rồi mà lại còn đánh anh. Đừng bao giờ đến gần khi tôi say. Tôi không chịu trách nhiệm những gì tôi làm. Vậy thì lần sau ăn uống ít thôi, nếu lỡ như Vậy nên tôi mới nói là cô đừng có đến gần tôi. ý em không phải là như vậy, em chỉ lo là lỡ như mà anh có bệnh hay là bị trúng gió gì đó thì ai sẽ chăm sóc cho anh. Lớp mẫu thế nào ạ? Dạ, bên lớp nó cực nhưng mà cũng vui lắm anh. Em học được nhiều thứ lắm. Cái đó cô học chỉ để cho biết thôi. Làm cái nghề này á, quan trọng nhất á là những thứ bên trong con người chứ không phải những kỹ năng bên ngoài. Nhìn cô bây giờ tôi thấy giống một cô giúp việc hơn là một người mẫu. Cô đã từng nói mà, cô muốn làm người mẫu. Nhưng mà đã theo cái nghề này rồi thì một là cô phải vươn lên vị trí hàng đầu, còn nếu không á cô về mở tiệm tạp hóa bán đi, thu nhập cũng như nhau mà. Cô thấy cái này đẹp không? Dạ. Sao cô hợp với cô phải không? Dạ. Không phải hợp với cô mà là hợp với con cô. Mẹ già rồi nên chọn màu son nào cho đậm thấm một chút xíu. Kệ tôi. Mẹ thì không nói nhưng mẹ phải nghĩ đến cảm giác của người đối diện chứ. Ai biểu ngồi đối diện với tôi làm gì? Con không nói con nói cô Khuê kìa. Là sao? Nghe nói trưa nay bà đi ăn cùng Khuê. Ai nói? Ai nói tôi đi ăn với bà? Con nói. Chuyện là vậy, tôi có đụng vô đầu của người ta con sẽ trả tiền. Năm nay con gái mẹ tham gia cuộc thi do bạn mẹ tổ chức thì mẹ phải nên gặp người ta một lần chứ, đúng không? Dễ hơi vợ mẹ. Mẹ có muốn con hẹn bác Hoàng không? Là... Bố muốn gây sự hả? Đâu có đâu. Con muốn nhắc với mẹ là nên đi ăn với cô Khuê trưa nay. Mẹ mà phải luồn cúi trước mặt bà hát sao con? Mẹ. Vì con gái thì người mẹ có thể làm tất cả mà. Đúng không? Được thôi. Chỉ có mẹ là thương nhất thôi. Tôi sẽ tự tay nấu cho bà một bữa. Chỉ cần bà đánh rớt nó cho tôi. Bà bị cái gì vậy? Đánh rớt con Thiên cho tôi. Đúng là có vấn đề. Vấn đề gì? Bà đang nói về con của bà hay là nói về kẻ thù vậy? Bà lại bên cái đứa mà nó hăm dọa mẹ nó. Bà phải thắng vào con đường của sao hả? Như vậy là nó khát khao chiến thắng. Tốt. Nhưng bằng cách gian lận. Giống mẹ của nó. Về khía cạnh gia đình. Tốt. Nhưng tôi đang nói về khía cạnh công việc.
Ở trong nghề này, nếu như không biết gian lận thì suốt đời chỉ là một con mannequin thôi. Tốt luôn. Đúng là đúng. Cảm ơn. Bà biết là nếu như nói tốt về con thì tôi sẽ chê, cho nên là bà quyết định nói xấu để cho tôi khen, đúng không? Trời ơi, sao bà biết hay vậy? Cũng vì con cho nên tôi mới vậy. Người mẹ nào cũng làm tất cả vì con, vì con mà. Chứ thật ra đó, con Thiên á, nó cũng giỏi lắm á nha, mà lại đáo để nữa đó. Từ cái thời tụi mình á, tôi chưa có thấy một đứa nào mà có cái cặp giò đẹp như nó. À, còn nữa, cái làn da của nó đó, trắng không một tì vết. Bởi vậy, bà phải chăm nó dễ nhất đó nha. Không hiểu sao tôi lại gặp con người như bà. Ê, ê, chưa hết mà. Sao khê? Thư. Ai đây trời? Trời, cái đấy. Em tái đó. Đó. Trời ơi, con dịch bầu của tôi. À, mấy ngày nay nghỉ là đi thẩm mỹ viện phải không? Thư này, Thư làm như em khủng bằng á, đi thẩm mỹ viện làm gì? Chứ tự nhiên sao điệu đột xuất vậy? Thì sao? Cái gì vậy? Thì vậy. Thì sao? Em điệu để cho Thiên ngắm đó. Trời ơi, nổi da gà. Trời ơi, nghe quá đi. Trời ơi, sụt ra đi. Trời ơi, ai mà thèm. Liếc mà còn dám liếc nữa mà ngồi ngắm. Sao? Đến đây có gì không? Thật sự thì hôm nay á, em đến đây á, để xin Thư em nghỉ làm luôn. Nghỉ làm? Nhìn cách ăn mặc là biết rồi. Đúng mà, đời bạc bẽo lắm mà. Bạc bẽo cái gì mà bạc bẽo? Thư biết tại sao em lại đến xin Thư nghỉ luôn không? Sao? Thì Thư thấy đó, trong thời gian em làm việc nè, lúc nào Thư cũng chê em hết á. Em có làm gì mà Thư thích đâu. Bởi vậy em biết chắc chắn thế nào Thư cũng sẽ đuổi việc em thôi. Nên hôm nay em đến em xin nghỉ trước cho nó chắc ăn. Đẹp lên được miếng, nó nói chuyện cũng có khác. Đúng là muốn ăn mà gấp bỏ tay người. Mà giờ nghĩ làm cái gì? Có gì làm không? Alo? Làm alo là làm cái gì? Dạ. Dạ em nghe nè. Dạ em biết rồi. Dạ bây giờ em về liền. Thơ, đừng có giận nữa mà. Đừng có giận nữa. Để hôm nay em rảnh á, em ghé qua em tắm với Thư nha. Không cần. Thôi đi đi. Bận thì đi. Đi thiệt đó nha. Có không giận? Nó đẹp thì em ơi,
Em, dạ, em cho chị hỏi cái này. Chị nghe người ta nói là nếu như mình không biết cái gì á thì mình vào trong vi tính này là tìm được hết phòng em. À, chị vào Google là được. Google, Google là cái gì hả em? Là cái này nè chị. Chị muốn kiếm cái gì thì chị kiếm vô đây, sau bấm enter là được. Hay, hay em làm luôn giùm chị được không? Dạ. Gần kiếm cái gì vậy chị? Chị muốn tìm một người. Tên gì vậy chị? Tên là Phong. Ủa mà là ai chị? Anh đó là bạn của chị. Bạn của chị thì không có trong đây đâu. Phải là người nổi tiếng, nói to mới được. Ờ, anh đó là người nổi tiếng mà. Chị cho em tên đầy đủ hay là nghề nghiệp của ảnh được không? Tên đầy đủ. Tên đầy đủ của anh thì chị không nhớ rõ nữa. Nhưng mà như anh làm chụp ảnh á. Như anh Giang hả chị? Ừ. Đó là chị muốn đọc cái tin nào á thì ngắt vô mấy cái gạch gạch này là được. Sao mà nhiều gạch quá nhờ? Chị không biết đọc cái nào hết á. Ừ. Chị thích đọc cái nào cũng được hết á. Hay là nếu như mà chị muốn biết về bạn gái của anh thì sao? Thì chị thêm từ bạn gái vô là được. Chị muốn đọc tên bạn gái của anh vì người ta đang chết hả? Anh để em lâu chưa? Làm gì mà em thở như vậy? Tại em sợ anh chờ á. Ngồi nghỉ đi. Chiều anh qua bên Nam để bàn về buổi chụp hình chiều nay. Ủa sao anh không gọi cho em? Chắc tại gấp quá anh quên. Mẹ đi thử đồ chưa? Rồi, hôm qua em đi mua đồ với anh Nam á, Nam có kêu em thử rồi. Nhưng mà anh Nam nói chỉ cần thử 1 đến 2 bộ để lấy size thôi à. Ừ. Trước khi tập, để anh giải thích cho em hiểu. Trong chụp hình, người quan trọng nhất chính là art director. Người lên ý tưởng cho buổi chụp hình ngày hôm đó. Rồi sau đó mới đến stylist, người quyết định kiểu tóc, trang phục, cái kiểu trang điểm phù hợp và nó dựa trên cái ý tưởng của art director. Sau đó mới đến nhiếp ảnh, người quyết định nào là ánh sáng, góc máy hoặc tư thế. Sau đó đến người mẫu. Anh hôm qua anh có đi gặp chị Thiên chưa? Có chuyện gì không? Không có chuyện gì quan trọng lắm em. Vậy thì anh... Thôi, tập trung đi. Trong buổi chụp hình lần này thì em phải đóng một con mannequin. Mannequin? Ừ. Đến vậy cho. Bây giờ em tạo dáng làm sao phải giống một con búp bê càng tốt. Thử ha. Bắt đầu. Chiếc búp bê mà há miệng cho bá vậy? Chú ý tay chân kìa. Dì ơi!
Nhi, bà xong chưa? Xong rồi. Alo, à, em nghe nè anh. À, dạ, dạ, em biết rồi anh, em tới liền á. Nhi, xong chưa? Xong rồi mà. Ủa, mà mình đi cái gì tới đó vậy? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà anh Nam nói là tới công ty đi chung luôn á. Vậy hả? Nhanh lên. Bỏng xong cho đi à. Trời ơi, ủa, tôi nhớ là tôi có nói với bà là hôm nay ra đường chụp hình không ta? Có, nói rồi. Bộ bớt rồi mặc à? Ừ, mặc đồ này cho nó nổi, biết đâu chút nữa ra ngoài á, bà chụp hình á, cái người ta thấy tôi cũng đẹp, cũng là lộng lẫy, lấp lánh, lung linh vậy đó, rồi cũng lè lẹt, cho nên là người ta sẽ cho tôi chụp hình chung với bà luôn. Tôi sợ bà, tôi không cần biết. Bà làm ơn vô trong phòng thay đồ ra ngay cho tôi. Không, bà không biết gì hết trơn á. Theo tôi á, làm nghệ thuật cũng giống như là kinh doanh vậy đó. Mình phải đầu tư đúng không? Mình phải đầu tư từ cái dòng nè, hay là cái băng đô, đôi giày, hay là bộ đồ nữa. Nói chung á, là đầu tư thì phải kinh doanh, mà kinh doanh thì phải đầu tư. Bà hiểu không? Tôi không có hiểu. Mà tôi cũng không cần hiểu. Bà làm ơn bà vô thay giùm tôi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi biết rồi. Bà sợ tôi đẹp không bà, cho nên là bà nói vậy chứ gì. Rồi tôi hiểu luôn ý bà luôn. Áo của bà không lấp lánh như áo tôi, bà tức, bà ghen ăn tức ở chứ gì. Rồi tôi nói cho bà biết nha, bà đừng tưởng bà nói như vậy là tôi sẽ nhục chí, tôi ở nhà tôi không đi với bà nữa nha. Tôi nói cho bà biết, bà có nói cả trăm ngàn lần tôi quyết chí là tôi sẽ đi với bà, tôi sẽ đi chụp hình với bà. Nói xong chưa vậy? Xong rồi. Chị về vô thay đồ đi. Không, bộ đồ này mua lâu lắm rồi, giờ mới mặc quá. Không thay thì khỏi đi, tôi đi một mình. Thôi. Trời ơi, vô thay. Cái đó, đi. Không, không, trời ơi, đồ ai đó. Vô, dạ, anh chào. Mình có duyên gặp nhau hoài vậy đó hả? Ủa mà hôm nay anh mới cúp ở đây đó hả? Em nghe nói là dạo này anh không làm đúng không ạ? Đâu có đâu. Lúc nãy ở nhà đó, tự nhiên có con đại bàng nó bay ngang, nó thả một lá thư. Nó nói là hôm nay có Tuấn cho nên Thư mới đi đó. Anh Thư, anh khỏe không? Anh Nam. Lâu không gặp. Dạ, em vẫn khỏe. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thư, mày làm gì đây vậy? Ừ. Vậy là hai người quen biết trước nhau hả? Dạ. Ủa, hai con này là người mẫu đó hả anh? Không có, chỉ có Mai thôi. Trời ơi, cái con chắc gà đao này mà là người mẫu hả? Mắc cười. Thôi này, tôi đừng có quá đáng với em nha. À, gì? Em cũng là người mẫu chứ bộ. Người mẫu? Trời, lại một bông huệ biết đi. Ủa anh, hai con này là người mẫu của anh hết người mẫu rồi phải không? Thôi không ấy, anh tuyển em vô làm người mẫu của anh luôn đi. Anh Thư thì đẹp rồi. Đúng. Nhưng có cái tội thôi. Tội em đẹp quá phải không? Chân hơi ngắn. Em dạ. Phải không? Dạ phải. Trời, có thằng mắm này nữa hả? Trời, tôi chắc Thư xỉu quá. Thôi, để anh giới thiệu với mọi người nha. Đây là Phi, stylist hôm nay. Còn đây là Mai, người mẫu. Chào anh, em là Yết Nhi, em cũng là người mẫu đó. Trời gì vậy? Có thằng trời đánh này tới nè hả? Anh tao. Cái gì vậy bà? Anh bà cởi anh bà chứ ai giành đâu mà anh tao. Ôi con này làm thấy ghê quá ha. Alo anh Khoa hả? Em Thường Thiên đây. Dạ em khỏe. Hôm nay anh có rảnh không? Vậy khi nào anh rảnh? Ok,
Ok, bye bye anh. Alo, chị, có phải công ty Hoàng Phát không ạ? Chị ơi, chị nói máy giùm em gặp giám đốc với chị. Chị cứ nói là Thuận Thiên bên tháng 9. Alo, bác Hoàng hả? Dạ, bác khỏe không bác? Con Thuận Thiên nè bác. Dạ. Hôm nay bác rảnh không ạ? Cái đó là ý tưởng chính của buổi chụp hình này, em hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi anh. Trời, tin nó, cái con này mà hiểu tôi chết liền. Mango Teen là một nhãn hiệu dành cho giới trẻ, những con người mới và phá cách. Bởi vậy hôm nay chúng ta chọn khung cảnh ở đây. À, về mặt trang phục cũng như make up rất là phù hợp. Em chỉ là một cái giá treo đồ thôi. Em sẽ cố gắng làm thế nào càng giống một con mannequin thì càng tốt, đúng không anh? Chà, con bé gì mà được. Trời ơi, hôm nay tự nhiên thông minh đột xuất vậy cô. Thật, chị biết sao? Sao vậy? Hôm qua Tuấn nói cho em biết hết rồi. Tưởng gì cũng có người nói. Tôi tưởng là hôm nay cô thông minh chứ. Thôi đưa cái mặt lên tôi mượn chút kiếm. Bạn có biết nước mắt ở trong tim đó là nói đi về như suy nghĩ đắn đo về ngày mai sau từ vòng xe phát quay tôi đi tìm lại tôi thế rồi sáng trong lạnh bỗng nhiên tôi nhận ra điều đơn giản niềm tin cháy bỏng tôi thắp trong lòng chợt bừng sáng ngọn ngày sẽ được về nơi khát vọng tôi vô sắc hồng làm đẹp cuộc sống ngôi bao giấc mơ tin vào trái tim và sao thấy trọn đầy thành thang bầu trời cao sao sao đất thơm sao chẳng là nỗi bước chân niềm say mê sắc vi thương tôi đi từng bước vững tin chẳng nghĩ ta bơi đây đi cùng tôi yêu đơn giản niềm tin trong bóng tôi thắp trong lòng chợt tìm ra mong ngày rất lớn sắc hồng
xa niềm tin cháy bỏng vui thắp trong lòng trên đường xa con người dần lối về nơi vắng vọng tôi về sân phòng làm đẹp cuộc sống em xa đi. Tóc em cắt vậy được chưa? Vậy được rồi đó anh. Anh nhìn em thấy bên quê giống như một người bạn của một bio ảnh gia nổi tiếng. Ủa vậy hả? Thì đâu? Nhưng người ấy đẹp nhưng mà mất sớm, tiếc thật. Vậy là anh sẽ viết bài về con Mai hả? Ừ. Rồi chừng nào mới viết bài cho em? Rồi từ từ, em sẽ viết, sao mà không viết được, nhưng mà từ từ để em lo cho. Vậy mình cũng chụp hình giống y vậy luôn phải không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chụp vậy là hơi tốn kém nha. Mệt lắm quá à. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cái này đâu có vấn đề gì đâu. Anh cứ nói hoài. Thôi mà. Nhưng mà nè, chụp là mình sẽ không chụp giống Mai, phải chụp áo tắm. Cái gì? Áo tắm hả? Ừ, mình mới chụp áo tắm, mình mới khác người ta, mới ấn tượng được, em hiểu không? Chẳng có gì đâu mà do dự. Chụp áo tắm thì cũng bình thường thôi, giống như là em thấy wow vậy đó. Ha, biết không? Đó, quyết định gì đi. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Cảm ơn Hương nhiều nha. Dạ, không có gì. Hôm nay em giỏi lắm. Em cảm ơn anh. Thì thấy sao hôm nay anh chụp được không? Hôm nay hả? Ừ. Nói cho mừng nha. Ừ. Xong chưa? Xong rồi. Dễ. Yeah. Ủa? Sao không về? Thư ra trước đi. Cô là người mẫu hả? Dạ. Không ngờ cuối cùng cô cũng được làm người mẫu. Anh là... Cô không nhớ tôi hả? Cô đã từng tâm sự với tôi là cô muốn làm người mẫu vì cái anh chàng anh Tuấn nào đó của cô đó. Cô nhớ chưa? Em sẽ về quê nói á với mọi người là anh không có sao hết. Mà không, em sao không nói gì hết á. Em thấy anh chọn nghề người mẫu á cũng đâu có gì đâu, đâu có sao. Biết đâu rồi em lớn lên rồi em cũng sẽ làm người mẫu giống anh. Nãy giờ cô nói chuyện với tôi hả? Anh, thì ra anh là cái người tôi gặp ở khách sạn á hả? Không, cái lần gần nhất mà mình gặp nhau là ở cửa hàng của anh Thư. Cô muốn tìm gì? Dạ, em đến xin việc. Là cái hôm tôi đến xin việc. Chính xác, cô đã nhớ rồi chứ gì? Mọi người vẫn chưa biết tại sao cô được làm người mẫu hả? Trời ơi, tôi xin anh đó. Anh cứ coi như là anh không biết gì chuyện này đi. Trời ơi, sao đi ta? Anh Nam, anh khỏe không? Anh khỏe, còn em? Em cũng khỏe, em vừa mới về ngày hôm qua. Vậy hả? Dạ. Để anh giới thiệu với mọi người nha. Đây là Mai, Tuấn, người mẫu bên anh. Còn đây là Đăng Khoa,
giám đốc điều hành công ty Hoàng Phát. Tuấn thì em chưa biết, nhưng mà Mai người mẫu thì em biết rồi, có gặp luôn rồi. Vậy là hai người biết nhau trước hả? Dạ. Nhau đâu vậy? Dạ đâu có đâu, em chưa từng gặp ảnh mà anh. Chắc có lẽ là Mai quên rồi đó. Em gặp Mai ở... ở rạp chiếu phim, có nhớ chưa? Lúc đó mình có coi chung một cái phim mà cái người nữ chính nói với người nam chính là em không muốn anh đi và nhất định em sẽ đợi anh trở về. Sao em đã nhớ chưa? Nếu chưa nhớ thì tôi sẽ kể luôn khúc cuối cho cô nghe, cực kỳ hấp dẫn. Người nữ đó nói là 2 năm sau. Anh bỏ đi. Mai. Em xin lỗi anh. Mai. Không sao đâu anh. Chạy đi bắt tay. Ôi, mệt quá. Không ngờ hả, đi chụp hình cũng mệt vậy luôn á. Còn bà nữa, bà làm gì mà bà chạy nhanh như vậy? Tôi đuổi theo bà cũng chết luôn á. Chuyện gì vậy? Anh Nam hả? Ừ. Nghe đi. Sống nghe à. Có chuyện gì vậy? Hồi nãy tôi đứng xa quá à, tôi đâu biết gì đâu. Không biết gì đâu. Vậy sao hồi nãy bà đánh thằng cha đó? Thằng cha đang đòn là đáng mà. Anh Nam nữa hả? Thật Tuấn. Vậy nghe đi. Tôi nói thiệt á, nghe nghe đi, trước sau gì cũng gặp mà. Alo. Dạ em không sao. Em biết rồi, có gì lát em ghé. Sao vậy? Anh Nam kia tôi ghé qua gặp anh. Từng giọt buồn vẫn vương, một năm câu yêu thương yêu quanh nơi rớt rơi kỷ niệm ngày xưa bao yêu dấu nay còn đâu. Bồi hồi tìm lại một chút hương nắng phai, cho con tim yêu thương dùng nhẹ lên khúc ca ban đầu. Trong cô đơn ngày tháng tôi bận kiếp lần cuối, trái tim tôi giờ rơi xuống vực sâu. Em đi mãi lần xưa. Dạ. Yeah. Em xin lỗi anh. Em có biết người đó là ai không? Theo anh biết, Khoa có thể là giám khảo tháng 9 năm nay. Em có biết em vừa làm cái gì không hả? Dạ. Yeah. Em quen với Khoa à? Dạ không. Vậy thì tại sao hồi nãy? Dạ em gặp anh ta có một lần à anh. Ở đâu? Dạ ở ngoài đường. Em đang nói dối anh chuyện gì phải không? Dạ không, mà thật sự em gặp anh ta có một lần một à. Thậm chí nói chuyện với anh ta em cũng không có nói nữa. Vậy tại sao em lại đánh Khoa chứ? Dạ tại em sợ. Em sợ cái gì?
ảnh biết em không có làm người mẫu trước đây. Em nói cái gì? Tại sao Khoa lại biết? Dạ tại em nói. Em nói với Khoa, em không phải là người mẫu hả? Dạ không, em nói với bạn, nhưng mà em không biết sao tình cờ anh nghe được nữa. Khoa còn biết gì về em nữa không? Dạ hết rồi anh. Thêm chuyện hôm nay nữa, chắc chắn Khoa sẽ để hồ sơ của em. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Trước đây em có làm cho tiệm thư không? Dạ có. Em có thể nhờ Thư mời Khoa đi ăn. Thư? Muốn bảo vệ bí mật của mình, phải tìm được bí mật của đối thủ.